Diễn viên Thái Lan ngã đập đầu xuống sàn khi quay phim. Kawalin Sriwana bị thương khi quay phim Bullet Man Cha tại thác Chantathan. Sự cố khiến nữ diễn viên ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Ngày 12 tháng 10, tờ Sanuk đưa tin nữ diễn viên Kawalin Sriwana, nghệ danh Jin, bị trượt chân. Ngã đập đầu xuống sàn nhà khi đang quay bộ phim Bullet Man Cha do cô thủ vai nữ chính. Nữ diễn viên bị thương khi quay cảnh bắt cóc tại thác Chantathan, tỉnh Chonburi ngày 11 tháng 10, Jin kêu lớn sau khi gặp sự cố rồi ngất xỉu. Nhân viên trong đoàn phim phát hiện Jin bị chảy máu sau đầu đã lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết Jin không bị thương nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi tình hình. Trao đổi với Sanuk chiều ngày 12 tháng 10, mẹ của Jin cho biết nữ diễn viên vẫn thấy đau đầu, chóng mặt. Cô bị sưng to ở đầu và có nhiều vết thương trên cánh tay. Đoàn phim Bullet Man Cha cho biết Jin bị trượt chân do trời mưa, sàn nhà trơn. Bộ phim ngừng quay cho đến khi Kawalin Sriwana hoàn toàn bình phục. Kawalin Sriwana sinh năm 1992, là nữ diễn viên kiêm người mẫu Thái Lan. Cô theo học khoa nghệ thuật tại Đại học Srinakhinwairot và đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2012. Kawalin Sriwana tham gia nhiều bộ phim như Sisaman, Winjan Pisagong, Mongkut Risaya, Love, Lai, Hon Hai, The Bride of Bridal House.